Xin chào, mời các bạn tận mục giờ thì những tuyệt phẩm tấn công bằng phế sát, đẹp mắt tới độ nghiêng ngả đất trời. Và như là có yêu thuật, mỗi trận mà có tay quái kiệt ngoại hiệu yêu ma này là y như rằng khán giả phải được một phen sốt phổi với loạt đòn công sát ngoạn mục. Ở trận này thì sao? Đó là lần gặp giữa Thảo Nhâm Lỗi và Triệu Quốc Vinh trong giải dớp cấp liên tái năm 2023 ngay tại vòng 11 diễn ra ngày 21 tháng 8 vừa qua. Vào trận với lợi thế tiên thổ, Triệu đã dốc binh 7, Tào cũng vậy, đối chốt ngay. Giờ Triều quyết định tưởng 3 đã tiến 5, Tào thì chọn mã 8 phát triển trước. Triều đã dùng mã đầu tiên phi thành quải giác, Tào nhằm lỗi, tưởng 3 đã tiến 5. Giờ Triều tới đây lấy C1 bình 3. Âm mưu cũng chẳng gì khác cả, tiến chốt lên mới đổi, rồi đưa xe đường 3 nhập cục rất nhanh nhẹn. Tào nhằm lỗi, mã 7 tiến 6 ngay. Nếu như cứ làm vậy, chẳng hã phải quá cố chấp, khi mà Tào chỉ cần pháo 8 bình 7 đủ sức để ngăn cản. Cho nên, lão Triều tiền pháo qua hà, hồng đánh đuổi. Mã của Tào đành phải quay về đuổi bắt, rồi lại đưa về hình cờ cũ ngay. Tào cũng chẳng có lý do gì mà thay đổi cả. Mã 7 tiến 6, Triệu lại tiến pháo lên, Tào lại quay ngửa về. Tiếp diễn mãi thì sẽ hòa, nhưng thành thử trên lợi thế tiên thổ vừa mới vào trận chưa được bao lâu, chấp nhận hòa cuộc thật sự là quá nhạt nhẽo. Lão Triệu đã tìm cách thay đổi. Sau khi Tào tiếp tục làm vậy, ông tiến pháo, rồi mã đối phương quay về. Nước cờ mà lão Triệu thay đổi chính là việc cũng lôi pháo nhưng lại thêm một nước nữa. Để làm gì? Nếu như Tào mở pháo này ra cánh biên, không thể nào lấy xe còn lại mà xuất đồ lộ diện. Mã 4 tiến 2 truy đuổi. Lựa chọn của Tào là cách còn lại C9 tiến 1 khởi hoành. Giờ Triệu mã 8 tiến 7. Tào tới đây đã nhảy mã đường 8 kích đổi ngay. Triệu đã sớm chấp nhận pháo của Tào vượt ra một nước và chờ đợi. Triệu đã dùng chốt 3 để tiến 1. Cuối cùng âm mưu này cũng có thể thực hiện. Một việc pháo 8 bình 7, Tào hẳn nhiên không thể nào ngăn cản. Khi Triệu đơn giản nhất, C4 bình 2 đuổi bắt mã. Mã chạy cửa nào cũng đều bị chốt này qua hà cả. Thành thử Tào sẽ mất hẳn vài tiên cờ. Cho nên để nguyên vậy vẫn ổn thỏa. Tào chấp nhận cho phương án thông đổi. Xe đối phương có thăng lên cửa hà, nhưng tạm thời còn chưa có lối di chuyển. Tào lấy tiên cờ này để phát triển cánh quân còn lại. Mã đã nhảy vào trong. Giờ Triệu Quốc Vinh mã 7 tiền 8 phong tỏa chủ lực. Tào lấy xe này chiếm nhanh con đường sườn, truy mã quải giác. Xe còn lại của Triệu đã hoành lên một nước, giữ căn. Tào cũng mau lẹ, tổ chức để phản kích, tiến xe của Hà, quản lý chốt. Triệu chọn một cách đánh cổ điển để ngăn cản, pháo 8 tiến 1 đánh đuổi. Xe của Tào lại rời về hai nước ngay cửa Hà. Tới đây có vẻ như vẫn là một cuộc cờ nghiêm chỉnh của mỗi vị. Khi mà không đầu pháo trận và hai bên thậm chí chưa hề có bất kỳ một quân lực nào qua sông cả, chỉ dàn trận trong địa giới của mình. Ấy vậy mà chỉ cần 3 lựa chọn tiếp theo, cuộc cờ đã chính thức biến thành một chiến trường hỗn loạn, khói lửa ngút ngàn. Tới đây, Triệu Quốc Vinh mã 4 tiến 6 phi thành quải giáp. Để làm gì? Một màn điều chỉnh, để C9 lúc này của Triệu đã có thể khai thông. Tào đã bổ sĩ ngay. Triệu tiếp tục lại gác sĩ. Rồi Tào vẫn chủ động lấy sĩ còn lại xuất vào lộ sườn. Triệu cũng vậy, C9 bình 7 đã có thể khai thông. Tào bất ngờ dùng C6 thỏ lên. Âm mưu là gì? Họa sĩ tưởng chắc hẳn là Triệu sẽ phải vất vả một chút trong đường hướng phòng thủ. Tức là pháo 8 này có thể cầm chiếu ngay. Nhưng trước khi làm vậy, mã 8 cần phải thoát bào. Hoặc là dùng ngựa này quăng lên để đạp chốt. Hoặc là lấy thối làm tiến cũng chưa biết chừng. Hãy chờ xem. Triệu Quốc Vinh C7 tiến thẳng 2 trường. Và Tào đã trả lời, mã 8 này chém thẳng về chốt, đuổi xe. Nhưng chắc hẳn là nước cờ tiếp tục, pháo 8 có thể cắm lên một mạch thành sát cục. Cho nên xe của Triệu không thể nào tùy nghi để di chuyển. Lựa chọn chính thức, ông lấy C3 bình 2 đuổi pháo 8 ngay. Pháo của Tào sẽ làm gì? Tất nhiên là việc này Triệu còn chuẩn bị cho một cơ hội là dùng C2 thoái 1 đủ đến bức tử. Cho nên pháo của Tào kiểu gì cũng phải lánh thẳng ra cánh biên. Nhưng không phải. Tới đây anh đã quyết định pháo 8 bình 7 để phục sát trước. Nếu như xe bình vào ngăn cản thì mất mạng. Lựa chọn cuối cùng Triệu đã phải dương tưởng lên để có thể một công hai chuyển. Thứ nhất là giải sát, và thứ hai, dùng ngựa nằm ở sĩ tròi gốc này có thể bắt lấy xe, hóa giải thế công. Xem như là Tào đã vô cùng vất vả, kiểu gì quân ngựa đường biên này cũng rơi vào thế thảm. Khi mà xe lui về, mã 9 tiền 8 cũng phải tắc tử như thường. Tại vì pháo 8 của Triệu chỉ cần rời về hai nước, đuổi xe và diệt chết mã ngay. Nhưng những tính toán này không thể nào xuất hiện bởi một đòn cờ cực độc như sấm sét của Tào Nham Lỗi. Anh lấy xe này chém thẳng vào mã ở sĩ tròi gốc. Triệu Quốc Vinh vô cùng bất ngờ, tới lúc này thì mới có thể phát giác.
Việc nếu như lấy sĩ này tiêu diệt, chắc chắn Tào sẽ dùng mã chiến tiến 7, thành ra câu chuyện bắt đôi. Ý chỉ là cả xe đường 2 lẫn sĩ. Nhưng hiểm ác, xe này mà tiến 1 đoạt sĩ được thành rất cục. Cho nên kiểu gì sau chiêu này, Tào cũng dễ dàng lấy lại một xe và đắc một mã ở trước, giúp Tào hoàn toàn có thể kiểm soát được cục diện. Triệu không còn cơ hội. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến tới đây, Triệu buộc phải dùng xe 2 thoái 1, đánh tử vào mã. Và xe hẳn nhiên đang còn lộc ở hiểm địa, cho nên Tào buộc phải ưu tiên mà rút chạy. Cũng chỉ còn lựa chọn xe 4 quay về hai nước, lại là một chiêu hiểm. Tức là gì? Tìm cách để tránh bắt tiếp thực lợi. Triệu Quốc Vinh không còn cách khác, phải lấy xe này tiêu diệt vào mã, đòi lại quân. Và Tào dùng xe này chém chết một tượng đầu tiên. Tới đây thì lão Triệu dùng xe 1 quay về ba nước để phòng thủ. Còn nếu như không, mất mạng là chắc cả 10 phần. Tại vì Tào sẽ dùng xe 7 bành sang để chém chốt, nhân tiện hỏi tội luôn cả xe lẫn tường và cả mã đường 8 này. Tại vì nếu xe không quay về thì pháo có thể thỏ lên tốc sát ngay. Còn tới đây, mặc dù âm mưu vừa rồi không làm được, nhưng Tào vẫn tỏ rõ sự tinh quái của mình, dùng chốt 3 tiến 1. Đây không phải là màn mời đổi. Chốt tiến lên, mã Tào mất mạng. Còn nếu như để nguyên bành qua hà thì mã hoặc xe cũng đều tắc tử. Lựa chọn của lão Triệu, tượng 7 đã tiến 5 đuổi được xe. Nhưng bất ngờ là nước cờ tiếp tục của Tào, và cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà lão Triệu còn trông thấy được, chính là việc binh ba tràn qua hà. Triệu lập tức vồn vã xuống ngựa cởi giáp để quy hàng ngay. Tại vì sao là như vậy? Có phải là Triệu sức đã già, chân đã mỏi? Trong hình cờ này còn rất nhiều hướng đánh khác nhau, nhưng tất cả đều chung về một kết quả là một hình ảnh thê thảm của Triệu Quốc Vinh. Thứ nhất, lấy tượng này bắt lên xe, thì chốt này cũng bắt lại xe của Triệu, nhân tiện đuổi pháo, pháo rời về hai trường đuổi bắt. Thì xe của Tào cũng chỉ cần quay về, một là bắt tường, hai là đuổi mã. Mà đau khổ ở chỗ chính là việc quân ngựa này gần như không còn lối để di chuyển, đánh kiểu gì cũng vỡ trần. Mã nhảy xuống thì quá thê thảm, nhảy lên thì xe tả sang cũng phải mất mạng. Cho nên không phải là dùng tượng này chém bắt xe được. Còn cách thứ hai, lấy xe này chém chốt để kích đổi thì sao? Tào tất nhiên là ra tay, tượng này phải treo lên lưỡng thững. Quân tượng đơn lẻ còn lại, Triệu rất khó để phòng thủ. Tào đơn giản lấy xe 6 vẫn giật về ba nước. Không phải mất chỉ mỗi tượng, mã pháo đứng cửa này kiểu gì cũng phải tắc tử một trong hai. Chỉ cần giả thử, chúng ta sẽ thấy được ngay mã 8 tiến 7, xe này chém chết tượng, mã nhảy ra cánh biên. Rồi mã 3 chỉ cần tiến 4 mà thôi. Quân ngựa này không thể nào toàn mạng, buộc lòng phải nhảy lên và tiếp tục lấy xe này, hoặc là quay về, hoặc là bành đường 2. Mọi thứ đã trở nên khá rõ ràng. Bởi vậy, sau nước cờ tiến chốt này của Tào, sẽ chỉ còn một phương án cuối cùng Triệu Quốc Vinh chúng ta có thể bàn kể, chính là việc tưởng 5 tiến 7 để chém chốt. Nhưng về phía của Tào sẽ làm gì? Tất nhiên là xe này không cần phải hoạt động, mã 3 tiến 4 ngay, Triệu cũng phải vỡ trận. Khi hoặc xe hoặc là mã 8 sẽ phải tắc tử trong lựa chọn tiếp tục. Một chiến thắng với tốc độ vô cùng khủng khiếp của yêu ma Tào Nhâm Lỗi, xứng danh là quái kiệt số 1 kỳ đàn Trung Hoa. Và nhân tiện thì các bạn cũng chớ có vội rời mắt khỏi màn hình. Tiếp tục là một trận công sát cũng mãn nhãn như vậy, lần gặp giữa Trịnh Minh và Uông Dương ở ván cờ nhanh. Ở trong trận này, Trịnh cầm đỏ, pháo đưa vào trung lộ, Uông Dương mã 8 tấn 7, Trịnh Minh mã 2 đã tấn 3, Uông Dương lấy sức bình 8. Trịnh quyết định hoãn khai xa trận, dùng binh 7 để tấn 1, Uông Dương cũng đổi chốt của mình. Giờ Trịnh mã 8 tấn 7, xong Trịnh mã, Uông Dương cũng trình tề với bình phong tròn trịa. Sau khi Trịnh Minh mã 7 tiến 6 phi lên hà tiên phong ra trận, Uông Dương mở pháo ra biên tam bổ hồ. Và Trịnh Minh mới lấy xe đầu tiên để xuất trận, khởi hoành. Uông Dương tưởng 3 đã tiến 5 ngay. Giờ Trịnh tới đây pháo 8 tiến thẳng hai nước, định hướng rõ ràng về bố trận mà mình sẽ dàn ra. Uông Dương vẫn bổ sĩ chờ đợi, Trịnh Minh lấy pháo này di chuyển. Bởi vậy xe đường 1 của Uông Dương không thể nào xuất đầu lộ diện, gái nhanh vào mạn sườn. Nước cờ này xem như đã bị phá sản. Chọn cách còn lại, Uông Dương đã mở chốt biên. Rồi Trịnh Minh tượng 7 đã tiến 5 ngay. Uông Dương trả lời cho nước cờ tiến chốt này chính là việc xe 1 tiến thẳng 3 nước, cũng là một phương án để có thể giữ lại chốt 3. Cho nên mặc dù thế quân giam cầm kiểu này Trịnh Minh có thể giữ, nhưng không thể nào dễ dàng mà Trịnh bắt được thực lợi. Tới đây thì quyết định của Trịnh Minh xe 9 lại tiến 1, gấp rút để có thể tìm hướng khai thông ngay. Nhưng Uông Dương đã thủ sẵn trước cho việc này, pháo 2 tả ra cánh biên để chờ. Tiếp tục là gì? Lấy xe 1 bệnh 2 để thoát vào.
hòng có thể gây khó khăn vào chiến pháo đường 8 đã không còn quân bảo vệ. Giải thoát của Trình là dùng pháo 8 tiến thẳng qua Hà. Không thể nào vì vậy mà Uông Dương đưa C1 bệnh 2, tất rằng Trình Minh chỉ cần lấy C bệnh 8 mời đổi. Không đổi thì mất tiền, mà đổi thì sẽ phải thê thảm, bởi vì quân C còn lại của Trình Minh chỉ cần thay thế ngay. Rồi đoàn pháo mã sẽ trở thành cảnh tượng vô cùng chen chúc và hỗn loạn, kiểu gì cũng bị Trình khai thác triệt để. Uông Dương chỉ có bại cho tới bại một cách thê thảm. Bởi vậy không phải là nước cờ điều xe ra, mà lựa chọn tới đây của Uông Dương binh biên tiến một để kích đổi. Và Trình Minh đưa xe bình 8 thoát thân trước. Vậy thì tại vì sao Trình Minh đã không vội vàng lấy chốt 9 tiến một? Câu trả lời sẽ có ở đoạn sau. Tới đây thì Uông Dương dùng pháo 1 quay về hai nước. Chuẩn bị là gì? Pháo 1 có thể bình 2, bắt xe, gây ra những sự quấy rối nhất định. Giả thử lấy C1 điều vào chân sườn, pháo 72 truy đuổi, pháo 8 bình 7, pháo 2 cũng chỉ cần bình 3. Và đây chắc chắn vẫn là cuộc cờ rằng co nhau dữ dội, mà không dễ dàng để mỗi bên hình thành ra thế công nhất định. Bởi vậy muốn tránh trước đi việc này, thì lựa chọn của Trình Minh không phải là dùng C1 di động. Anh quyết định pháo 8 tiến 1 để có thể kích đổi. Gọi là mời đổi, nhưng Uông Dương không thể nào là kẻ chủ động. Khi dùng mã này tiêu diệt, tất rằng sẽ tắc tử, xe này chém gục ngay. Sĩ còn lại hạ về, rồi cũng phải bắn ra khỏi bàn cờ. Chính thức là một cuộc cờ bi thảm, Uông Dương không còn chút cơ hội nào. Bởi vậy, ngay tại đây, lựa chọn của Uông Dương lấy chốt 1 bình 2. Để làm gì vậy sau khi Trình Minh buộc phải lấy xe này thăng lên tuyến trên? Thứ nhất là thế liên hoàn của đôi chủ lực đã không còn. Và thứ hai nữa, cũng là một cơ hội Uông Dương có thể dùng pháo này quật thẳng lên chốt và mở hướng tiến công bất ngờ. Đây cũng là lý do tại vì sao ở trước mà Trình Minh đã không dùng binh biên để tiến một. Tất rằng khi pháo đối phương còn núp sau lưng xe, việc của Uông là chỉ cần xách pháo này chém thẳng tay, rồi tiếp tục cho những màn rời chuyển. Khi mà quân xe đường biên đã còn căn, bởi vậy sức phong tỏa của Trình chẳng hề đáng kể. Còn tới đây thì sao, câu chuyện ngược lại, Uông Dương sẽ thọc pháo để gây ra những sự quấy rối bất ngờ. Cho nên Trình Minh lập tức điều xe sang tiếp biên ngăn cản. Uông Dương cũng rất quyết liệt, xe 8 tiến thẳng 7 nước, ém mã ngay. Và Trình Minh trả lời dùng chốt 3 tiến 1. Sau khi Uông Dương đưa chốt được qua Hà, Trình Minh đã thể hiện rõ mưu đồ sau khi bỏ trắng một binh ở đường 7. Chính là việc đưa ngựa lên, lấy pháo này để bắt xe ngay. Xe không chạy thì mất mạng, mà chạy về có lợi nhất là phải ngay cửa Hà, có thể điều động kịp thời sang kính bên kia mà hỗ trợ, ít nhất là vậy. Trình Minh mã 4 tiến 6 để truy đuổi. Gọi là truy đuổi tại vì nhằm chí tử vào quân ngựa đường 3 mà Uông Dương không thể nào phớt lờ. Cho nên tới đây sẽ còn một vài lựa chọn, hoặc là dùng mã 7 để thoát đi, lấy pháo này giữ căn. Nhưng có vẻ như chẳng hề ổn thỏa chút nào. Sau một thời gian ngẫm ngợi, Uông Dương đã quyết định lấy pháo 1 kê vào chân sườn để mời đổi. Đây cũng xem như là một việc làm khả thi nhất trong thế quân đang còn giằng co nhau một cách phức tạp. 12 quân đầy đủ, xe pháo mã đang triển khai ra một thế công nhất định, đặc biệt rằng chúng ta có thể thấy kỹ càng. Hai pháo, hai xe và cả hai mã của Trình Minh nhằm chí tử vào một cánh phải của Uông Dương để công kích. Cho nên việc cả tam quân còn lại xe pháo mã đang ở mạn bên kia, Uông Dương không thể nào kịp điều động sang để hỗ trợ. Trước sau gì cũng bất lợi, cho nên đổi quân là giải pháp tinh khôn nhất. Tới đây, câu chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Nếu như Trình lấy xe này tiêu diệt, tất rằng mã 3 sẽ tiến 1, bắt trả lại. Xe này tiếp tục chạy, thì chắc chắn một điều, mã này cũng bị đánh cho tơi bời. Và nhân tiện pháo quật về, thì pháo còn lại cũng phải đổi và xe này tiêu diệt sang. Quân ngựa còn lại của Trình Minh cũng rơi vào thế thảm. Điểm danh lại, lúc này Trình Minh còn pháo cầm đáy. Mã này thì đã bị đánh cho cùng đường phải quay về. Còn quân xe đường 8 tốt nhất chỉ có thể tiến thẳng hai nước, rồi chém thẳng ra quân ngựa đường biên mời đổi. Nhưng về phía của Uông Dương thì cũng vậy. Xe, pháo và mã, mỗi bên đều còn thấy quân tam tử. Nhưng về phía của Trình, đợt tiến công hiểm ác này hẳn nhiên đã không còn. Bởi vậy không phải là chấp nhận cho phương án thông đổi một cách chủ động, mà lựa chọn có phần nào khá bất ngờ và vô cùng bạo liệt của Trình Minh, chính là nước cờ mã 6 tiến 4, vừa có thể bắt lại xe hay chăng. Tới đây Uông Dương không thể nào bỏ qua cơ hội, chỉ cần lấy xe này để tiêu diệt. Mã này mà bắt xe thì đơn giản mã 7 tiến 8, thành ra Trình Minh mất hẳn một quân cờ, không như vậy thế công cũng hoàn toàn tan tác cả. Thế nhưng đây không phải là lựa chọn chính thức. Nước cờ bỏ trắng xe ở lộ này, Trình Minh đang còn chờ sẵn cho một chiêu độc hiểm hơn rất nhiều, không phải là bắt lấy xe. Mã 4 tiến 3 nhảy chiếu ngay.
Ôn Dương chỉ còn cách đưa tướng quân suốt cung đón chờ những điều gọi là kinh hiểm. Và Trịnh Minh trả lời, mã sở tiến năm chém thẳng vào chốt, tận dụng pháo có thể chiếu được ngay. Nếu lựa chọn, sĩ bung lên cũng là một cách dài, nhưng xem ra tuổi thọ cũng chỉ còn đúng hai lượt để gõ đồng hồ, mã năm tiến bảy, tướng phải leo lầu, rồi lại ra đi ngay. Bởi vậy, ngay tại đây, Uông Dương cũng chẳng còn lựa chọn lấy pháo 4, bệnh 3 để di chuyển, giải giáp, và Trịnh Minh dùng binh 7 tiến 1, phế luôn cả chốt, luôn cả mã trung lộ, và kể cả quân pháo đường 8 của mình. Xe ở trước thì đã đành. Tới đây, âm mưu tiếp theo là gì? Chỉ cần lấy xe để vô mặt, kết liễu ngay. Cho nên Uông Dương tìm cách để ngăn cản, chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là dùng tướng 4 tiến 1 để đối phương đưa xe vào, chỉ có gác sĩ lên mới có thể qua cơn đại hỏa. Nhưng làm vậy cũng không thể nào giúp anh có thể sống sót nổi. Trịnh Minh dùng xe cắm chiếu ngay. Tướng mà quay về thì xong chuyện, mã năm chỉ cần tấn 7, hết cửa. Cho nên buộc phải dùng tướng leo tít lầu 3. Và tiểu thần binh lúc này chính là kẻ lập công đầu, lắc sang, pháo bọc lót, rồi tiến 1, gõ thẳng vào đầu tướng quân. Bởi vậy đó cũng là lý do cho hình cờ này Uông Dương không phải chọn một cách cổ điển để có thể giải sát cục với việc mã ngoại tào, pháo xe thì đứng giữ mã sườn, tức là tường 4 tiến 1. Anh quyết định dùng mã 3 thối 2 diệt pháo ngay, tức là xe này đưa vào vỗ mặt vẫn có thể mã phi lên thành quải giáp và bọc lót. Nhưng tới đây Trịnh Minh vẫn vậy, lấy xe này để vỗ mặt, Uông Dương vẫn có thể phóng ngửa lên, tức là tính toán của Uông Dương vẫn đúng nhưng chỉ có một nửa. Tới đây Trịnh Minh mã 5 tiến 7 lắp vào vế còn lại, thành một sát cục Uông Dương không thể đào đỡ nổi, đành phải quy hàng. Hai trận cờ tấn công và phế sát vô cùng sắc sảo và cảm xúc giữa những cao thủ hàng đầu. Cờ tấn sẽ tiếp tục với những phần còn lại. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bề theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!